Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong clip này chúng ta sẽ tiếp tục series của tựa game Free Fire em nha. Mình sẽ chia sẻ cho anh em ba cái kiếp code của đấu trường sinh tử để anh em nhận được cái khẩu Famas giả kim anh em nha. Ba cái kiếp code này sẽ có cho anh em 350.000 lần nhập, nhưng anh em cố gắng nhập nhanh không kiểu hết hạn nha. Còn chưa anh em sẽ vào đây và ăn cái cốt đầu tiên này cho mình này. Còn thông báo này nhỉ, chữ nhập cốt này. Tới luôn nha anh em. Đây mình sẽ chia sẻ ngay cho anh em cái cốt đầu tiên. Cốt đầu tiên của chúng ta sẽ là những ký tự sau đây: 5G 2 RB anh em ạ. NRZAK. Em nhập này. Đấy, xin chúc mừng bạn đã nhận được huy hiệu tâm bạc nhân 1, vật phẩm sẽ gửi đến hòm thư trong vòng 24 giờ anh em ạ. Rất ngon, rất xịn xò. Đây là những sự kiện là anh em xem trực tiếp trên đấu trường sinh tử livestream trận chung kết nha anh em nha. Đấy, anh em cố gắng nhập nhanh nha, tại vì code này nó có thời hạn đấy, không phải là vĩnh viễn đâu. Nó chỉ tồn tại cho 350.000 lượt nhập thôi nha bạn. Nên em cố gắng nhập nhanh nha. Sau khi xem xong clip này, anh em sẽ like, share và chia sẻ cho bạn bè của mình biết để nhập những cái code cực kỳ xịn sò chất lượng nha. Còn nó sẽ hoàn toàn miễn phí anh em ạ. Ở đây mình sẽ chia sẻ cho em một cái code thứ hai nha. Gift code thứ hai mã của chúng ta sẽ là EM1ZS này, V3R8 y dài nhập. Chúc mừng bạn đã nhận được một huy hiệu tâm bảng nữa này anh em ơi. Vật phẩm sẽ được gửi trong vòng 24 giờ nha. Anh em chờ đợi và nhận vật phẩm thôi. Chúng ta thử vào đây xem cái đấu trường sinh tồn này anh em. Chia sẻ ra đầu này. Hiện tại thì cái trận chiến ở đây nó vẫn rất là cam go nha. Lành xịn xò nha, và chúc anh em 2K2 ngày mai khi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia may mắn và đạt được nhiều điểm số cao nha. Nếu anh em là fan của game Free Fire cũng như yêu thích cũng như lần đầu đến với kênh của mình thì nhớ để lại like và đăng ký kênh cho mình nha, và đừng quên ấn vào chuông thông báo để đón xem những video clip mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.